Hơn một năm nay, từ khi khu công nghiệp VSIP ở xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi tiến hành san lấp mặt bằng, thì cũng là chừng ấy thời gian, người dân thôn Phú Lộc phải khổ sở trong việc đi lại. Xe tải, xe lưu rầm rập chạy qua hàng ngày không chỉ khiến đường xuống cấp nghiêm trọng mà còn là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn đau lòng. Đơn cử như vụ việc xảy ra mới đây vào chiều tối ngày 13 tháng 12 khiến cho ba em học sinh bị thương nặng. Dưới đây là một số hình ảnh mà người dân nơi đây đã ghi lại và gửi tới phản ánh cùng chương trình. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 13 tháng 12 vừa qua. Ba em học sinh lớp 8 của trường Trung học cơ sở Tịnh Phong trên đường đi học về đã bị xe lưu phục vụ công trình san lấp mặt bằng khu công nghiệp VSIP đâm và chèn lên cả người và phương tiện, khiến cả ba đều bị thương nặng, nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Con đường thôn Phú Lộc do phải gánh xe chở đất công trình nên luôn trong tình trạng lầy lội. Mưa thì ngập nước, nắng thì bụi bặm, ô nhiễm. Quãng đường 1 km này bị bụi đỏ, đất cát từ xe tải rơi vãi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Dù đường xấu nhưng do đây là lối đi duy nhất của thôn nên các em học sinh vẫn ngày ngày phải hai lượt đi qua. Liêu Minh đối mặt với những chiếc xe hung thần. Trong đơn thư gửi tới chương trình, người dân thôn Phú Lộc cho biết họ rất vui mừng và ủng hộ cho việc xây dựng dự án VSIP tại địa phương, nhưng không thể chấp nhận việc xe tải chở đất để san lấp mặt bằng cho dự án gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, làm ăn, buôn bán. Gửi phản ánh tới chương trình, người dân nơi đây hy vọng chính quyền địa phương và ban ngành chức năng sẽ quan tâm và có biện pháp chấn chỉnh hoạt động của những xe công trình sao cho đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới đời sống nhân dân.